Dạ Phương Mai, chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em tiếp tục một cái chương trình tri ân khách hàng ở giá rất là rẻ luôn cả nhà. Em giảm đến 150.000 một cây luôn ha. Thì cái loại này là giảo Thủ Đức liền cốt 6 mùa. Lúc trước em bán 950.000 một cây á cả nhà. Thì hôm nay với chương trình tri ân khách hàng mùa dịch thì em giảm giá còn 800.000 một cây thôi ha. Thì cái loại này cái cốt nó là gốc nhớt nha cả nhà, ghép gốc nhớt đã nuôi trong chậu liền cốt 6 mùa luôn nha. Đó, đây cả nhà nhìn thấy cái cây nè, cái cốt và này cái mắt ghép đó nha, ở trên ngọn nó mập vậy nè cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà coi cái bộ gốc nha. Trời ơi, cái củ này nha. Đó, cái củ này cả nhà. Đây, cái củ nằm ngang ha, y như thú luôn, nó lớn nó nổi nó xù xù luôn á cả nhà. Còn ở trên đây là cái bo ghép nè, cái bo ghép mà nó còn lớn hơn ngón tay cái của em nữa ha. Thì cái này mình nuôi đã 6 năm rồi cả nhà, cho nên là cây nó rất là khỏe và năm nay nó cho hoa, phải nói là cái những cái cây già mùa cả nhà, hoa của nó rất là to. Cái loại này á thì cái cốt nó rất là lớn luôn nha, cành cốt này cả nhà, nó có mấy cái cành nhánh nhỏ ngoài á mà nó mập như thế này nè. Đó ha, nè cả nhà nhìn thấy nè, đó quá trời luôn cả nhà. Đó nè, nè ngón tay cái lớn hơn ha, còn cái này lớn hơn ngón giò cái luôn á. Rồi đây, giá 900 thì giảm còn 8 950, còn giảm còn 800 thôi cả nhà. Đó đây nè, cái củ nè. Đó cả nhà nhìn thấy ha. Đây nè, có con giống như con hú luôn nè. Nó lớn nè ha. Trời ơi, cái cốt của nó nè. Đó, cái cốt một vòng tay của em luôn á. Đó, cả nhà nè, nhìn này cả nhà. Đó, cái cây này thì cây con hú nha, lớn xù luôn. Thì cao từ 70 á cả nhà. Ngang chắc cũng 55 đến 60 á. Nụ thì đang tạo rất là nhiều ha. Đó, cái lô này thì bữa hổm em giới thiệu là 950, hôm nay em giảm giá còn 800 thôi nha. Nếu chúng ta lấy một cây em cũng bao ship luôn nha cả nhà. Đó, cái củ nè, đó, có những cây củ nở. Trời, cả nhà nhìn cái cốt của nó nè, nó mập thấy ớn hồng luôn cả nhà. Đó, ở trên đây nè, đó, cái phần này là phần ghép á nha, cái bo ghép á. Cái này là cái chọt ghép á mà nó mập như vậy nè. Còn cái củ ở dưới thì nó phải nói nó to đùng luôn ha, mập ù luôn cả nhà. Đó, đây, rồi, nụ thì đang tạo mầm hoa rất là nhiều luôn nha. Có mấy cây nè, có mấy cây con thú nè cả nhà. Đó, để nè. Đó, con thú ha, cốt trên đây nè. Cái cốt cũng còn muốn mập hơn cái gốc luôn á cả nhà. Nhìn nè, ha. Rồi, ca từ 70 cả nhà, ca từ 70 trở lên nha. Đó, có mấy cây củ nở. Nói chung là ai thích củ nở thì có củ nở nha. Đó, cái cốt ghép nè, bo ghép nha. Nó dài lên đây nó mập nè cả nhà, nhìn nè. Cái cốt nè, cái cằm của nó mà nó mập như vậy nè, cả nhà nhìn thấy ha. Cành mà mập lù luôn á. Rồi, có mấy cây này là củ nở đế sâu nằm ở dưới nha. Đó, đây, củ nở tròn do luôn nè. Đó, đây, trời ơi, cây quá trời cả nhà. Nụ thì phải nói rất là nhiều luôn nha, rất là nhiều nụ luôn. Đây, nhà nhìn thấy nè. Đây, trời ơi, có cái cốt này cả nhà. Đó ha, nè, thú nè, thú nằm nè, có cái cốt nè. Ghê hồn chưa. Đó, giá thì chỉ có 800.000 thôi nha. Một cây em vẫn bao ship nha cả nhà. Đó, đây, bên đây nữa nè. Ồ, oh, wow, quá trời dữ cả nhà ơi. Nè, con cái bo ghép nè, thấy không? Đã 6 năm trong chậu rồi mà. Cái cành cốt nè cả nhà nhìn nè. Cái này là khỏi phải chê luôn. Cái cành cốt, cái nhánh nó thôi mà nó mập như vậy á cả nhà. Nụ thì đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Loại này Tết chơi hoa đã luôn. Đó, có mấy con thú bự nè. Ồ, oh, rất là đẹp luôn nha. Rồi, ai thích cây nào thì xin hãy alo cho em nha cả nhà. Em bán với giá cũng rất là hữu nghị nha, chỉ có 800.000 một cây thôi ha. Rồi, hãy liên hệ em qua số điện thoại em để bên dưới nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em ạ.